mới đây Sina đã cho cấm ngôn tài khoản của đạo diễn Trình Thanh Tùng. Ông chính là người đã sáng lập ra giải cây chổi vàng. Giải cây chổi vàng là một giải thưởng điện ảnh do Trình Thanh Tùng lập ra vào năm 2007 với mục đích trao cho những tác phẩm điện ảnh, các vai diễn và các hạng mục khác liên quan đến điện ảnh, được coi là dở nhất trong năm của điện ảnh Trung Quốc. Giải thưởng này còn được coi là có giá trị công nhận tương đương với giải mâm xôi vàng. Vì vậy, có rất nhiều tranh cãi xung quanh giải thưởng này. Mới đây, đạo diễn Bao Bối Nhĩ đã tức giận lên án Trình Thanh Tùng. Ông đặt câu hỏi về các điều kiện và tính công bằng của việc lựa chọn cây chổi vàng kể từ khi bộ phim của ông được chọn cho giải thưởng này. Có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí cũng từng được giải thưởng cây chổi vàng này gọi tên. Ngay năm đầu tiên giải thưởng này ra mắt, Trương Nghệ Mưu đã nằm trong hạng mục giải thưởng đạo diễn tệ nhất. Những năm sau đó, giải thưởng tiếp tục được trao cho nhiều cái tên tiêu biểu như Từ Hy Viên, Tôn Hồng Lôi, Dương Mịch, Huỳnh Hiểu Minh, Cảnh Điểm, Trương Bá Chi, Thành Long, Lưu Diệc Phi. Tính từ khi thành lập đến năm 2017, Dương Mịch đã 3 lần bị trao giải nữ diễn viên tệ nhất trong tổng số 5 lần đề cử. Tiêu Chiến cũng từng nhận giải cây chổi vàng cho vai diễn nam chính trong bộ phim điện ảnh Chu Tiên. Ngoài ra còn rất nhiều diễn viên, đạo diễn, biên kịch được giải thưởng này gọi tên. Một số anti-fan của Tiêu Chiến thường xuyên lấy giải cây chổi vàng để châm chọc cậu ấy. Những nghệ sĩ mà tôi vừa điểm danh ở phía trên, trong đó đều là những diễn viên, đạo diễn nổi tiếng trong thời điểm hiện tại. Liệu có khi nào giải thưởng cây chổi vàng chỉ là giải thưởng được trao một cách cảm hứng, theo tâm ý của ban tổ chức? Ghét ai thì trao cho người đó, như một cách để bày tỏ quan điểm cá nhân. Mới đây, đạo diễn Bao Bối Nhĩ đã đăng bài trong vòng bạn bè và chất vấn đạo diễn Trình Thanh Tùng. Ông nói, xin lỗi, tôi không nên gọi ông là đồ ngu trên vòng bạn bè, không nên thêm ông trên WeChat và gọi ông là đồ ngu. Khi nào có thời gian rảnh, gặp mặt sẽ xin lỗi ông sau. Ngoài ra, tôi muốn hỏi, việc bình chọn cho giải cây chổi vàng như thế nào? Có bao nhiêu người trong hội đồng bình chọn, tôi có bao nhiêu phiếu bầu? Ông có phải là người duy nhất quyết định mọi thứ và chọn người ông muốn làm phiền? Sau đó, cộng đồng mạng xứ Trung đã được một phen ồn ào xoay quanh giải thưởng này. Những phốt vạ miệng và dụ dỗ tình dục đồng giới của đạo diễn Trình Thanh Tùng đã được cư dân mạng đào lại. Nhiều người cũng đồng tình với đạo diễn Bao Bối Nhĩ khi cho rằng giải thưởng được trao một cách cảm tính. Nhưng nhiều người cũng cho rằng cần có một giải thưởng như vậy để các nghệ sĩ lấy đó mà làm gương, phấn đấu tốt hơn. Những tranh cãi về độ chính xác của giải thưởng này vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng. Tuy vậy, người sáng lập ra giải thưởng này, đạo diễn Trình Thanh Tùng đã bị khóa tài khoản trên Weibo. Nguyên nhân là do đạo diễn Trình Thanh Tùng này từng có phát ngôn vạ miệng về chính trị nước nhà. Ngoài ra, ông còn có phốt gạ gẫm tình dục đồng giới. Nhiều cư dân mạng hiện nay đang cảm thấy giải thưởng này sớm muộn cũng sẽ bị gỡ bỏ. Người hâm mộ của những nghệ sĩ, người đã từng được giải thưởng này gọi tên cũng rất hỉ hả. Nhiều người nói rằng người sáng lập giải thưởng nhân phẩm không tốt, không đủ tư cách thì nên dẹp luôn cái giải thưởng này đi. Tiêu Chiến, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi đều là những nghệ sĩ nổi tiếng và có nhiều tác phẩm ăn khách. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu, diễn viên Thành Long, Tôn Hồng Lôi chẳng phải là các tiền bối gạo cội, xuất sắc trong ngành hay sao? Anti của Tiêu Chiến vẫn luôn lấy giải thưởng này để mỉa mai cậu ấy. Tôi nghĩ rằng nếu họ tìm hiểu thêm về các nghệ sĩ đã từng được giải thưởng này gọi tên, tôi tin rằng họ sẽ cảm thấy ngại ngùng. Độ chính xác của giải thưởng này là câu hỏi mà cư dân mạng xứ Trung đang tranh cãi gay gắt. Hơn nữa, tài năng thực sự của một nghệ sĩ không thể hiện qua một bộ phim nhất định, nó là cả quá trình phấn đấu lâu dài. Một cư dân mạng cho biết tác phẩm của những nghệ sĩ này không đạt yêu cầu. Khán giả có thể chỉ trích, cho điểm thấp và đưa chúng ra khỏi kệ, nhưng chúng nhất định không được giao cho một tên hề như Trình Thanh Tùng và Uông Hải Lâm. Theo bạn, giải thưởng này có nên tiếp tục duy trì không? Hãy để lại ý kiến bình luận của bạn dưới video này nhé! Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.